trứng cá sam. Kêu bà là trứng con sam. Con sam. Trứng cá sam mà lần đầu mới nghe luôn. Đây là trứng nè mọi người ơi. Ăn rất là ngon, béo, giòn nha. Đây tôi ăn thử miếng cho nè. Má nó sướng, sướng nó cục cứt luôn. Nó sướng kỳ, kiểu kỳ đó. Thôi, phải chiều về nhậu, mấy tặng nha. Mẹ ăn nha. Diễn đạt cảm xúc dữ thiệt luôn. Anh nói là anh còn muốn na chạm em đi nữa không? Diễn đạt cảm xúc dữ luôn. Ăn, còn gì trong miệng không? Sạch. Nuốt nuốt luôn. Nó có giả bộ nghe. Ngon quá. Con này lạ mà ngon nè. Ba mươi mấy sừng á. Bánh tét bánh bọng gì đó. Ba mươi mấy nồi bánh tét mà bánh chân. Bánh chân. Mấy ăn mày ăn đi. Làm cái gì á? Tổ biểu. Rồi nè. Mà phát ăn miếng phát. Rồi. Miếng thôi. Em ăn rồi, em ăn. Cái con gì mà trơn trơn, không có dãy thì ăn. Vô em yêu. Anh nghe nè. Đâu ghi đâu, không biết giải tính lắm. Hai hai không có này là hai anh đang nói nói chung là vui vẻ bình thường nha, vui vẻ bình thường đó. Anh là anh bao đó. Cái con này nè, anh bao với sự vui, đừng có suy nghĩ gì hết. Vợ lắm mà tại vì chồng ta mà mất cười, ta mất cười là ta phải cười. Rồi ai ăn ai dám ăn, ông Hiếu đi. Nếu ăn gọi nữa. Gọi, Quân ăn rồi. Ăn rồi. Chén em. Ý là ông muốn Quân thử độc cái vậy? Không ăn đi. Trời ta ăn quá. Hai con không đợi con này con nữa ăn. Ăn rồi, bình thường ăn đi không có chết đâu. Con ăn rồi. Nè. Đây nè. Đưa đây, để tôi giật giật. Em quay. Trứng của con sam nha mọi người. Đúng ở đây là trứng con sam. Sam biển nha. Mẹ múc cho con kìa, con muốn ăn nữa kìa. Cái món này là sam nướng, nướng gì? Nướng ba hành hả? Ba hành ngon lắm nha. Sam biển. Ăn không ngon trả tiền chủ quán luôn, chứ bây giờ mình đi nhậu mà. Anh phải ngon, ăn cực kỳ ngon. Anh thống nhất. Thống nhất địa chỉ thống nhất TV. Thống nhất TV. Lê Hồng Phong phường 8 Cà Mau. Ăn trứng nè, trứng sam nè. Đó. Thấy ăn không? Ngon, ngon. Ngon cực kỳ ngon nha. Có cái bả hành nè. Ngon. Đấy rồi, bả hành này mà. Không có chết, không có chết. Đắng bả nó thơm lắm. Ăn trứng này là không có chết. Nếu mà chết nãy giờ ổng không có ngồi đây, ổng ăn tới cái chục con rồi đó. Chết rồi. Ngon quá. Ngon, quá ngon luôn nha. Em ơi, tính sao được mà nha. Rồi em. Ông tỉnh chưa? Chị dâm nhận mấy tăng này. Ủa cái lò này mấy hồn gần gần đây em ơi. Đúng ý. Em nướng lại giùm bà. Ăn cá đi vậy mấy đứa tí chuyện xiêm bọng. Ở đây. Cái này chúng
số cũng được thôi, nhưng mình thích số tiếng hơn là mang số tiếng 916907908 số lớn rồi. Chúng bây giờ không dám nói giá gì, mình thích xài. Bây giờ nó không để cho biết cái giá trị để tôi đối xử. Rồi sao ăn sao mới số cái số gì vậy? Thì mình tặng tặng theo dạng nó dạng số tiếng 1 đó, dạng như nếu mà 091. Áo y là nó cái giá thị trường được khoảng bao nhiêu đó? Khó nói quá. Bây giờ nếu mà nói thấp quá thì bốc đối xử lại với thằng kia. Mà nói cao quá thì cũng không được. Nói đúng theo cái thị trường hiện tại mà. Thôi dạng cái điều mà nói thằng cái ăn vô tiếp, vô. Để ăn đi. Ăn thánh thánh xiêm bằng miếng xàm nè nghe. Ngon không? Ngon không? Ngon. Cảm giác như thế nào? Đang đói bụng quá ăn. Có đào bình nắp bình mình chén hả giờ không? Ăn đồ bổ mà đào vô nổi. Ok rồi, ăn ngon rồi, được rồi. Chuyên gia xem nào. Có ông này ăn mới dám ăn nè. Đã ăn thử rồi. Ông bẻ cái mai xàm á. Cái khô là gừng quật mai ngon nhất của con xàm. Ngon nhất luôn hả? Cảm nhận của anh ăn con xàm ngon như thế nào anh? Quá tuyệt à? Béo thơm mà sao cái môi mớm là chỉ môi đã đẩy chỉ riêng ăn xàm phải không? Là anh có gì có bỏ vợ bỏ con lại sao anh Tân? Con nó đầy đủ rồi, vợ đầy đủ bỏ không sao hết. Vậy anh cứ ăn hết ăn xàm này nghe anh Tân. Ngắm xem đi để cảm nhận con sam nó ngon như thế nào, ăn chỗ nào là ngon nhất chỗ con sam vậy anh Tư? Ê, nó khác loại gì kìa, chim. Khác... chim anh con lẩu cá tứ quý chưa? Cái gì? Lẩu cá tứ quý. Cái đâu cho? Cá tứ quý. Ngon tứ quý hả? Cá tứ quý cái gì? Giờ hết gần hết con nè, chuẩn bị thêm con thứ hai nữa. Ăn con thứ hai mới quan trọng nha. Ba thằng dành ăn. Ba thằng đưa cái vô cái mặt đó nè. Giờ ba thằng dành ăn luôn nè. Đứng dần. Ngon nè, tại là quán khói phường 5, đường gì ta? Đường Tạ An Khương. Đây là quán khói phường 5, đường Tạ An Khương. Đường Tạ An Khương là kia bằng là đường Cửu Long Palaya đi lên. Đây nè, trứng nè mọi người, trứng nè. Đây là hết rồi nha, còn trứng nè. Đó, mồi là trứng nhóc kia nè. Quan trọng là ăn được, ăn đi. Ăn nhớ, ngon mà. Người khác nha. Béo. Béo ngậy luôn hả? Ngon. Bảo đảm trứng không có chứ nên trứng qua luôn á. Dạ. Béo thiệt luôn. Ngon. Sam này chỉ ăn trứng thôi nghe, đừng ăn cái này nha, đừng ăn mấy này nè. Ăn nó chết à, ăn nó xuống à. Lỗ nhanh lắm á. Ăn trứng đây. Cái con kia là cái con so, cái con mà ăn chết á, nhưng mình kiếm nó cũng không có đâu. Ừ. Là không phải kêu con sam mà kêu con so à? Đây nè, con nè. Đây nè, trứng con nè.
nó chạy qua nè, còn nè chết à, nó phí. Nó liếm một cái nó xuống. Rồi, hết rồi đó, hết rồi, hết rồi. Rồi đó. Chuẩn bị con thứ hai. Hết rồi mọi người ơi, hết rồi.